Thanh Các Thánh, ngày 13 tháng 5 năm 2023, Thánh Pancratius. Thánh Pancratius là vị tử đạo thời tiên khởi mà chúng ta biết rất ít về Ngài. Truyền thuyết nói rằng Ngài sinh vào cuối thế kỷ thứ 3 và được người chú ở Roma nuôi dưỡng sau khi cha mẹ mất sớm. Sau đó, hai chú cháu theo Kitô giáo. Trong thời gian cấm đạo của Hoàng đế Diocletian, Pancratius bị chặt đầu năm 304, lúc ấy Ngài mới 14 tuổi. Ngài được chôn trong một nghĩa địa mà sau này mang tên của Ngài. Thánh Pancratius được nước An đặc biệt sùng kính vì Thánh Augustine ở Canterbury đã dâng hiến một nhà thờ ở đây cho Thánh Pancratius, và thánh tích của Ngài được tặng cho vua xứ Northumberland. Lời trích: chúng sẽ bắt bớ và ngược đãi Aneam, nộp Aneam cho các hội đường và nhà tù, và chúng sẽ điều Aneam đến trước mặt vua quan vì danh thầy. Đó là cơ hội để Aneam làm chứng. Hãy nhớ rằng, đừng lo nghĩ cách bào chữa, vì chính thầy sẽ cho Aneam tài ăn nói khôn ngoan khiến tất cả các địch thủ không tài nào chống đối hay bắt bẻ được. Lucia chương 21 câu 12 đến 15.